bữa đó mà ta thấy không vô thịt tăng rồi. Ghê hả? Ừ, tao không thấy rồi. Dữ nè, con trả đó. Bu lên được kìa. Giữ lại thôi gì đâu, đó, giữ lại. Mẹ quất cũng tê tái lắm. Đâu, cái đồng đau cũng có một con. Có chừng nó bò mắt. Bỏ cái đầu vô, đợi cái chu vô. Bữa nay bắt con. Đâu, rút rồi kìa. Rầu chứ đâu. Không chịu vô mà. Con này đem về cho anh ngâm luôn có đủ hả? Anh nó hầu năm nay sao bóp vô gì? Nó sơn mặn sơn thấm rồi bác đó. Đó, đó, đó. Thấy không nhớ không? À, nó sơn trắng rồi bác nè. Đồ. Mình sẽ bóp cho mày đi uống kiếm cái gì ra, miếng gì kẹp vào đầu mình thôi ta. Đó, 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 nói là tăng bốn mét mà nó chẳng mua gì cả, không mua dần bán tháo đâu. Sao có mua rượu sẵn rồi vậy? Rượu mua bắt không hồng á, giữ cho sẵn ra coi. Để cái dầu nó hôi á, nó vô nó bốc.